Chị Kim Dạ. Long. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người đã thấy em chưa ạ? Mọi người ơi, mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha. Hello anh Việt Nguyễn, tôi chào anh Việt Nguyễn luôn ạ. Còn ai thấy em nữa không ta? Mọi người ơi, mọi người thấy em thì mọi người comment lên đây đi, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello Sương Hồ, em chào anh Sương Hồ luôn nha. Còn ai thấy em nữa không ta? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha. Anh Việt Nguyễn ăn cơm chưa? Anh Việt Nguyễn đang làm cái gì đó? Nhớ mọi người quá đi à, nãy giờ mới up cái livestream có cần 2 tiếng đồng hồ thôi mà nhớ mọi người giả mang luôn. Hello bé Huyền. À xin chào mèo con, xin chào Thanh Thảo Trần. Hello, hello bé Thanh Thảo Trần còn chị Túc luôn nha, chị chào mèo con luôn nè. Hello anh Văn Đực. Đẹp vậy em mà nhìn muốn xỉu hả, sắp đi đâu vậy hả? Chị có đi đâu đâu, ngồi livestream thôi chứ có đi đâu đâu. Anh Việt Nguyễn ơi em nghe nè. Em nghe nè anh Việt ơi. Mọi người ơi, có ai đang thấy em không ạ? À? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người nha. Hello. Bé Huyền, con đi check-in chưa? Con đi chưa? Hello anh Thành Long, tôi tốt chào anh luôn. Có cần đẹp vậy không ạ? À? Trời đất ơi, mặc đồ này mà đẹp cái gì? Bé Huyền, con đi check-in chưa vậy? Ngứa cái mũi quá đi. À, có bán áo em đang mặc không ạ? Anh mua áo em đang mặc chi vậy? Cặp kính đen trời đất, cô hôm nay mặc kính vậy mà còn chọc em nữa hả Phan Tâm ơi? Tôi đi đâu mà lâu quá vậy? Dạ em đâu có đi đâu đâu, em ngồi đây nè, em nằm em ngủ thôi à, nhưng mà em chưa ngủ được. Thấy ghét á hả? Ơ mọi người mặc đồ vậy thì mọi người có thấy 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 sao? Thấy sao? Mọi người thích em mặc đồ vậy không? Chào mọi người nha, thấy em có hiền hơn không ạ? Rồi mọi người ơi, đây ai ai đang ở trong livestream của em thì mọi người comment lên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi câu đố đợi view tăng tăng lên. Em sẽ tổ chức mini game cho mọi người chơi luôn nha. Mọi người ơi, mọi người đã thấy em chưa ạ? À? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây cho em thấy mọi người luôn nha. Rồi, em chuẩn bị lên câu đố cho mọi người nha. Em chuẩn bị lên câu đố đây. Đây, câu đố ngày hôm nay đó là bánh gì không ăn được chơi rồi mà. Câu này nha, chân gì không đi được mọi người ơi? Thấy mát em ơi hả? Vậy là thấy mát cái gì nữa? Thấy rét luôn đó hả? Thấy hết rồi. Đây mọi người ơi, đây mọi người nhìn nha. Chân gì mà không đi được mọi người nha. Nhưng mà có hiền không anh Phan Tâm ơi? Một ngày làm bao nhiêu lần vậy? Dạ một ngày hôm nay là em like 4 lần đó anh Đực ơi. K 11:30 em sẽ like nè, 2:30, 4:30 luôn nè. Một tóc này xinh nè hả? Nè, em là như giống như Châu Phi vậy đó. Nè 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 đó đâu về không thấy rõ lắm luôn. Hello chị Sương Hồ. Ủa anh Sương Hồ ơi, Sương Hồ là trai hay gái vậy? Để em biết em gọi coi nè. Hello Diệu Trinh, em chào chị Diệu Trinh luôn. Mọi người ơi, mọi người còn thấy em không? À em nói mọi người nghe nha. Hello anh Vương Kim, thì bắt đầu từ ngày mai em sẽ dành ra một buổi live dành chuyên cho kính nữ luôn, được không mọi người? Các chị nữ của em có thích không ạ? À? Nếu như mà ngày mai em sẽ dành cái ca ví dụ như là cả 2:30 em sẽ live stream toàn bộ kính nữ cho mọi người xem. Rồi còn cái ca ca 11:30, ca 4:30, ca 7:45 sẽ là live kính nam lẫn nữ xen kẽ. Còn cái ca 2:30 là sẽ live stream là toàn kính nữ cho các chị nữ coi luôn. Thì các chị nữ có thích không? Bánh chưng không được ăn hả? Bánh chưng là ăn được mà anh ơi, bánh chưng ăn được mà anh ơi. Hello Vương Ken, vậy tiền nhiều lắm đó. Dạ không có đâu, tiền em lãnh theo tháng mà, em lãnh theo tháng mà, ngày nào làm cũng phải như ngày nấy thôi. Hello bé Thanh Tâm. Túc ơi, bánh gì không ăn được vậy Túc? Bánh gì không ăn được đó hả Phan Tâm ơi? Đó là bánh răng đồng hồ nghe nè. Bánh răng đồng hồ là đáp án mọi người nha. Bánh răng đồng hồ là đáp án bánh gì không ăn được nha. Chân trời không đi được. Dạ không đúng luôn anh ơi, chân gì không đi được mọi người nha. Mọi người comment liền nè. Chân trời, chân núi, chân tình là sai luôn rồi em. Của Hạnh Đạo Nguyện, của chị Túc ơi. À, sao cha nội này Hoàng Anh ơi, chứ không lẽ em kéo cao lên tính tới cổ như vậy hả?
Trời, mọi người ơi, anh phải cho em thở chứ, phải cho nó hấp thụ oxy chứ anh ơi, chứ không là nó teo làm sao? Chứ Một. không là nó teo dí luôn rồi sao? Phải cho nó thở chứ. Chân tình là sai, bánh không ăn được là bánh xe. Dạ nhưng mà câu đố của em là bánh răng xe, bánh răng đồng hồ nha. Chị là gái em. Dạ ok chị Sương Hồ, em chào chị Sương Hồ của em luôn nha. Mai mốt em biết rồi em sẽ thấy chị vô là em hello chị yêu. Rồi à, Hồng Nhung ơi, bánh răng đồng hồ đâu có đâu. Cái câu đó là câu trước rồi. Còn bây giờ câu mà em đố mọi người là cái chân gì không đi được mọi người nha. Mọi người comment liền cho em nè. Chân gì là không đi được mọi người comment liền cho em luôn nha. Rồi để thêm có cục mộ ở đây nè. Để tham gia mini game thì mọi người nhớ nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần cho em nha. Chia sẻ vào hội nhóm cho em tổng cộng là 10 lần, chụp màn hình lại cho em luôn được không ạ? Chân gì không ăn được Túc ơi? Chân gì không ăn được hả? Tưởng chân gì ăn được là chân gà nhen. Rồi, hôm nay kính cẩn cao tường quát già, đúng rồi anh Việt Nguyễn ơi. Câu này hôm qua đố rồi, hôm nay đố tiếp nha. Chân bị gãy là sai, chân trâu đường đen là sai luôn rồi. Rồi, em lo anh sao Quang Nguyễn luôn nha. Nó ngọt thở sao anh ơi. Vậy chân gì không đi được Túc? Giờ em đố anh mà anh đoán ra, em nói ra thì làm sao mà đố nữa. Chân thật là sai luôn rồi. Ổ cứng ơi, hổng đúng luôn. Mọi người ơi, mọi người comment cho em nha. Chân gì là không đi được, mọi người comment liền cho em nè. Kèm theo đó là chia sẻ livestream cho em luôn. Thì lượt chia sẻ, nếu như mà ai chia sẻ livestream nhiều nhất em sẽ tặng cho người đó kính được không ạ? Quên nãy giờ chơi mini game mà quên lên kính nữa, là mọi người chơi khí thế luôn hà. Bây giờ em sẽ lên cái kính nha. Hồi trưa là tặng kính màu khói, bây giờ tặng kính màu vàng cho mọi người. Đúng rồi, hết hồn. Tưởng bị lộ đáp án mất tiêu rồi. Ủa con này hôm qua đó rồi mà chị. Nhưng mà hôm nay đáp án khác mà, đâu phải đáp án đó nữa đâu. Chân bàn là sai luôn rồi ạ. Rồi mọi người nhìn nha, cái kính em đang mang nó có giá là 400k một cây. Ngày hôm nay em sẽ tặng cho người nào chơi mini game cùng với em luôn. Trên đây là màu đậm, ở dưới là màu nhạt nha. Trong này là trong thủy tinh hữu cơ. Trong thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Chân thường là sai luôn rồi. Ấm ra hả? Hello anh Hồng Nguyễn luôn nè. Chân ghế là sai, chân mày là sai, chân bàn là sai, chân tường là sai rồi nha. Rồi mọi người cùng nhau comment cho em là chân gì không đi được mọi người hả? Kính này 400k một cây, nam nữ gì cũng mang được hết trơn á. Mẫu này sẽ có hộp, có khăn đầy đủ cho mọi người luôn khi mà em tặng cho mọi người. Nếu như mà thôi em sẽ lên hai mẫu, nam và nữ luôn. Nếu như mọi người thích kính nào thì lấy kính đó nha. Để em lên mẫu khác cho mọi người coi. Đây, nếu như mà là nữ á, thì chọn kính này cũng đẹp lắm nè. Em lên cho mọi người coi nha. Chân mất kính này lì là đi được. Anh chào em rồi. Đây, mẫu kính này rất là sang chảnh luôn mọi người ha. Đeo lên rất là ngon nha. Thì giá của nó là 400k một cây, kính không viền. Kính không viền pha mắt mèo như vậy mọi người nha. Chân đâu không đi được là sai luôn rồi. Ngọc Nguyễn ơi, chân kính là sai luôn rồi. Linh Trang ơi, không đúng luôn nha. Chân gì không đi được mọi người ơi. Cái kính em đang mang hiện nay có giá là 400k một cây. Ngày hôm nay nếu như mọi người trúng thưởng livestream của em, trúng thưởng mini game của em thì mọi người sẽ được là lựa chọn kính theo ý mọi người thích luôn nha. Ủa sao cái màn hình livestream nó tối thui vậy ta? Ủa sao màn hình livestream nó tối thui vậy? Ủa màn hình livestream bị cái gì mà tối thui vậy mọi người? Sáng lại rồi kia, nãy giờ bị gì tối thui hết hồn, tưởng em đen vậy chứ. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính em đang mang trên đầu của em thấy không ạ? Giá của nó là 400.000 một cây nha. Em cảm ơn Sơn Quang Nguyễn, Nguyễn Quang Sơn. Chân chim là sai, chân trâu là sai, chân què là sai, chân kính e lì là sai nha. Mọi người ơi, chân gì không đi được comment tranh thủ cho em luôn nha. Em sẽ tặng kính cho mọi người hai cây kính trên đầu của em. Có mấy từ vậy chị? Chưa đâu Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm ơi chưa đâu em nha. Chân một là chân gì? Chân ở giữa hả? Rồi, chân nào là không đi được mọi người nha. Chia sẻ livestream kèm theo đó là chia sẻ về trang cá nhân để chế độ công khai một lần cho em nè. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em liền luôn nha. Để mình nhận được kính mọi người ơi, nhớ chụp màn hình lại cho em để nhận được kính luôn nha. Chân gì không đi được mọi người ơi, mọi người ơi chân gì đây ạ? La mà đau họng luôn á. Chân không là sai, chân thật là sai, chân chỉ là sai luôn nha. Không đúng luôn kế Huỳnh ơi. Chân gì không đi được mọi người nha. Chân chờ là sai luôn rồi ạ. Không đúng luôn anh ơi. Rồi chân gì mọi người ơi, chân gì là không đi được comment liền cho em luôn nha. Điệu thế anh thích đó hả? Đất ơi, nếu như mà những người nào mà không biết em thì sẽ nói em điệu. Nhưng mà những người nào mà tiếp xúc với em lâu rồi là em không có nói em điệu đâu. Là do đó giờ em sinh ra em là như vậy mất tiêu rồi.
À, chân mày là sao, chân không là sao, chân trời là sao, chân dung là sao luôn, mắc cười lắm. Hôm qua chơi câu đố đúng không mọi người, có cái anh kia kìa, ảnh comment là chân dung, sau đó thì ảnh đi ra anh bận cái gì đó, ảnh mới nhắn tin cho fanpage, ảnh nói là anh trả lời là chân dung rồi nha em, nếu như mà nè, nếu như mà trúng thiệt á thì em gửi về cho anh số địa chỉ này, cái kính đó nha. Đó, dã man chưa, dã man chưa, trời đất ơi, không cần lướt comment luôn mọi người, không cần chọn ra người trúng luôn, chắc ăn lắm luôn anh đoán chân dung đó. Em mà đoán trúng trực anh, mà em mà thấy chị chân dung đúng á thì em gửi quà về cho anh theo địa chỉ số điện thoại này nha. Đọc cái tin nhắn thôi mà cười đau bụng luôn á mọi người. Rồi, hello anh rập cưới Tâm Adam, em thấy anh rồi nè. Hello Ngọc Diệp, hello Minh Hào luôn nha. Chân cục là sai, chân váy là sai luôn rồi, chân kính cũng sai luôn mọi người nha. Mọi người comment liền cho em luôn đi nè. Chân gì không đi được kèm theo đó là chia sẻ livestream cho em luôn nha. Lượt chia sẻ nếu như mọi người mà chia sẻ về trang cá nhân để chế độ công khai nè. Rồi chia sẻ vào các hội nhóm cho em tổng cộng là 10 hội nhóm, chụp màn hình lại cho em liền luôn nha. Thì em sẽ tặng kính cho mọi người nè. Ok chị ạ? Rồi, mọi người comment liền cho em nha. Chân gì không đi được luôn nè, chân váy là sai rồi Nhân Võ ơi. Tranh thủ chia sẻ livestream, chỉ cần lượt view nó tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Chân trời là sai, chân thành là sai luôn rồi, tình yêu ơi, chân trời hỏng đúng luôn anh Thanh Tùng ơi. Hello Hoàng Thị Kim Hằng luôn nha. Hello anh Trịnh Hiếu, anh Trịnh Hiếu ăn cơm chưa? Chân châu là sai. Dạ em 20 mấy tuổi rồi anh Sơn Quang Nguyễn ơi, 20 mấy tuổi rồi. Chân chân lý là sai luôn nha. Rồi chân cống xe là sai luôn rồi, Thanh Thảo Trần ơi. Hello chị Lê Thủy luôn ạ. À, chân mày là sai luôn rồi, đích tài ơi. Rồi còn ai trả lời câu đố nào nữa không ạ? À, để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên bao nhiêu. Nếu như lượt chia, ôi chắc chắn Lâm ơi, Lâm ơi, có biết đây hết cái pin nào không mà nói nhanh quá vậy hả? Hết pin này. Xin lăn quá vậy, hết pin này trời chị đi hỏi nè. chị mà Mở mở cái ba lô chị đấy, cục sạc sao giùm chị đi. Hết pin rồi sao lúc comment vậy, hỏi không biết bà vụ gì hết mà la la từ dưới lên lên tới lên lầu luôn á. hỏi chứ bà đạt từ dưới lên đây không nghe hả? La lên không la vậy sao cưng lên được. Nó hồn nó ăn hiếp em kìa mọi người. Có thiệt quá mà. Chân giả là sai luôn. Hello anh Đức Hòa, tôi tới chào anh luôn ạ. À, chân trời là sai, chân sạc là sai luôn nha. Rồi, chiều Nè, chiều rồi, con ăn cơm gì đi bà nội, con ăn cơm gì đi bà cho nội. con ăn Tưởng cơm đi. tưởng tưởng con ăn cơm gì đi bà nội, hết hồn, tưởng mẹ em vô comment cho em chứ. Rồi, em đã có pin rồi mọi người ơi. Em sẽ coi coi ai là người chia sẻ livestream. Lộn lộn lộn. Em coi mọi người chia sẻ livestream được nhiều chưa nhen. Chân gì không đi được mọi người nha, mọi người comment cho em luôn đi nè. Chân mỏi hả, chân mỏi là sai luôn rồi anh ơi, không đúng luôn. Đây, mới có 98 lượt chia sẻ à mọi người ơi, lượt chia sẻ rất là thấp luôn. Mới chỉ có 98 lượt chia sẻ, rất là ít nha. Mọi người chia sẻ livestream cho em kèm theo đó là chia sẻ về trang cá nhân để chế độ công khai nè, chia sẻ vào các hội nhóm cho em luôn nha. Mới có 98 lượt chia sẻ thôi, rất là ít. Em nhắc lại nha mọi người nha, một người chơi mini game thì phải chia sẻ tối thiểu nha, tối thiểu là 11 lần nè. Bây giờ Long vô máy, Long ngồi, Long coi giùm chị những tên sau đây có chia sẻ livestream chưa nha. Long coi giùm chị chữ tên là Đào Xuân Hắc Lượng coi chia sẻ chưa nha. Anh Lượng ơi, chia sẻ livestream cho em chưa hả? Chân giả Lê Thủy là sai luôn rồi chị Lê Thủy ơi. Lê Thủy ơi, chưa chia sẻ livestream nha bé Lê Thủy ơi. Rồi, Thanh Tâm chia sẻ livestream cho chị chút chưa? Rồi, chân bàn, chân ghế, chân tường là sai, chân mà là sai, chân cầu là sai Tao luôn. thấy là tao là do trời mưa nên là mai shipper cho mới giao hàng cho mình được. Thanh Tâm ơi, do là trời mưa cho nên shipper không có giao hàng được, ngày mai mới giao hàng được nha Thanh Tâm nha. Em chia sẻ rồi, ok cưng nha. Những ai có chia sẻ rồi mình comment lên cho em chữ đã chia sẻ đi nha mọi người nha. Rồi, chân gì không đi được mọi người ha, chân tóc là sai rồi chị Anh Kim ơi. Chị Anh Kim chia sẻ livestream chưa ạ? Em chỉ tính đáp án của những ai có chia sẻ livestream thôi. Nếu như mọi người không có chia sẻ livestream là sẽ không được tặng kính đâu mọi người nha. Rồi, chân gì đây ạ? Chân răng là sai luôn rồi, chân tóc là sai, chân cầu là sai, không đúng luôn. Chân lông cũng sai luôn rồi anh Kim ơi. Rồi, gửi cho mọi người nha. Lượt view để em coi coi lượt share tăng lên bao nhiêu để em gửi cho mọi người liền luôn, ok chưa ạ? Hiện tại bây giờ lượt xe đang có lượt xe là, để em coi coi nha, lượt xe là bao nhiêu, 105 lượt chia sẻ rồi. Lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên trên 200 lượt chia sẻ thôi là em sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Dạ chị hồi nãy em thấy Ellie nhắn rồi, đang coi like của Túc Minh thôi là ok bé Tâm luôn nha.
nghỉ chơi đi các bác các bạn ơi. Tại sao vậy anh Đực ơi? Đã chia sẻ ok Thanh Thảo Trần luôn nghe. Rồi, Sương Hồ ơi, chị ơi, chân đèn là sai, chân bị tương là sai rồi chị Ngọc Diệp ơi. Rồi mọi người ơi, có ai thích cái kính màu đen và kính màu vàng trên đầu của em không ạ? Kính này sẽ tặng cho người chơi mini game nha. Lượt chia sẻ bây giờ là 105 lượt chia sẻ, chỉ cần tăng lên cho em đúng 200 lượt chia sẻ thôi là em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Ok chưa ạ? Rồi, hình như là mọi người không có chịu chia sẻ livestream, nãy giờ có 109 lượt chia sẻ thôi, mọi người không chia sẻ livestream. Vậy thì thôi em sẽ kết thúc mini game để bán kính luôn nha. Tại vì mọi người chơi mini game mà không có chia sẻ livestream 15 phút rồi. 15 phút rồi mọi người ơi. Bán kính nha mọi người nha. Mọi người không có chia sẻ livestream, bây giờ em chơi mini game để câu lượt chia sẻ mà lượt chia sẻ vẫn không có lên. À mua kính đây, ok thì em sẽ bán kính mọi người ha. Mọi người chơi không có chịu chơi mini game để chia sẻ livestream, mọi người toàn comment không à. Mọi người không có chia sẻ. Làm sao đây, làm sao bây giờ đây, làm sao bây giờ đây, lên kính luôn đi chị. Ok vậy chị lên kính nha. Rồi mọi người ơi, thì nãy giờ chưa có ai trúng kính hết trơn á, chưa có ai đánh trúng hết trơn. Kính vàng giá như em dạ, kính vàng giá là 400k ạ. À, lên kính luôn đi chị. Ok chị lên luôn Thảo nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người có chơi mini game nữa không ạ? Mọi người chơi mini game thì mọi người chia sẻ giùm em nha. Thì bây giờ để công bằng hơn á, thì em sẽ bấm giờ trong vòng bao nhiêu phút đó, nếu như mà lượt share chưa có tăng lên thì em sẽ kết thúc mini game luôn nha. Em sẽ tặng cho, em cảm ơn chị Linh Nguyễn, em sẽ tặng cho người chia sẻ livestream nhiều nhất thôi ha. Ok nha mọi người nha. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người, mình không chơi mini game câu đố nữa, tại vì mọi người chơi mini game câu đố mà mọi người không có share livestream. Hay làm sao mà chơi bây giờ? Rồi, đợi em xíu nha, kéo hình nha. Vậy bây giờ em sẽ chơi cái mini game mà chia sẻ livestream đi cho nó nhanh nha. Đó là bây giờ em sẽ lên một cái kính mà hàng hiệu luôn. Lên cái kính này cao cấp đi cho nó nhanh ha, chứ mọi người comment lâu quá. Rồi, cái kính này em đang lên cho mọi người thấy đẹp không ạ? Áo hôm nay không có đèo hết lên, Võ Đức Tài hết lên, chị Lan Anh đang hạnh luôn. Đây, em lên cái kính này cho mọi người coi nha. Cái kính này là cái kính mà boss chơi nè, dòng cao cấp bên em luôn ha. Nghĩ chia sẻ luôn, hãy ghét anh Đực ơi, anh Đực chia sẻ cho em chưa? Rồi, bây giờ em sẽ tặng cho người chia sẻ livestream đi ha. Đây, mẫu kính này mọi người nhìn nha. Ở trong đây nó có chán phản quang màu xanh cho mọi người. Có cái chữ chia sẻ trên đây cho mọi người luôn nè. Thấy không ạ? Đó, rất là đẹp luôn nha. Có cái chữ là boss chơi cho mọi người chứ lộn. Từ đây xuống ngay cái càng kính nó sẽ bọc một lớp cao su rất là êm ái cho mọi người luôn, xoay qua xoay lại được luôn. Ở đây nó có đuôi của cái đuôi càng kính, nó có bọc một lớp kim loại màu vàng cho mọi người, rất là sang trọng. Mở ra mở vô được luôn, nam nữ đều mang được hết trơn. Rồi, ai thích kính này thì comment kính này cho em luôn nha. Thích tức chứ không thích kính luôn hả? Cảm ơn Việt ạ. Rồi, mọi người ơi, thì bây giờ em sẽ bắt đầu cho mọi người nha. Em sẽ hướng dẫn mọi người cách để chia sẻ livestream để nhận được cái kính này, cho mọi người nhận được kính cao cấp mà còn lẻ nữa ha. Chứ đánh câu đố thì mọi người đánh nãy giờ chưa có trúng mà lâu quá, mà lượt chia sẻ cũng không có tăng. Rồi, em sẽ dạy cho mọi người nha. Đây, giờ chơi sao chị là chơi chia sẻ livestream đó đấy Tâm ơi. Thì em sẽ bấm giờ trong vòng 3 phút thôi. Người nào chia sẻ livestream nhiều nhất em tặng cái kính này cho người đó luôn, cho nó nhanh mọi người ha. Rồi, mọi người làm theo em nha. Bấm vô chữ chia sẻ ở cuối màn hình livestream, chọn chia sẻ hội nhóm là cái ô ở đây. Rồi, đợi nha mọi người nha. Đợi nó hiện ra cho mọi người kích hoạt các hội nhóm. Đó, rất là nhiều hội nhóm. Thì mình click vào những cái ô màu xanh ở đây cho em nha. Đó, click hết vào những cái ô màu xanh ở đây cho em, có bao nhiêu ô, click hết bấy nhiêu ô là để chia sẻ vào các hội nhóm. Bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài, chỉnh cái độ công khai, nhấp vô đây nè, nhấp vô đây nè. Đó, chỉnh chế độ hình trái đất ở đây cho em và bấm chữ xong nha. Bấm chữ xong ở bên đây nè. Đó, rồi bấm chữ đăng màu xanh là ok. Cứ chia sẻ như vậy hết 3 phút thì thôi nha. Thương anh được ghê chưa, tại anh được không may mắn đó thôi. Nhiều người được kính lắm chứ bộ, với anh Tâm cũng được kính bữa giờ nè. Rồi, 3 phút bắt đầu cho mọi người luôn nha. 3 phút cho mọi người chia sẻ livestream luôn ha. Chị nhận nước cơ rồi, nhưng mà đeo lỏng nó cứ rớt thôi. Dạ, chị Phương Hana ơi, chị inbox cho fanpage cho các bé nhân viên chỉ lại cách để gọng kính nha. Rồi, mọi người nhìn nha, mọi người nhìn nha, 2 phút 45 giây đang dần trôi qua. Chị Phương Hana, chị lấy cái mẫu kính nào vậy chị yêu ơi? Rồi, mọi người nhìn nha, chuẩn bị chưa ạ? 2 phút 38 giây đang dần trôi qua, ai sẽ là người chia sẻ livestream của em nhiều nhất? Thì trong vòng 2 phút 30 mấy giây nè, khi mà mọi người chơi lượt chia sẻ thì lượt chia sẻ chỉ cần trên 500 thôi. Trên 500 thôi là em sẽ tiếp tục chơi mini game này cho mọi người luôn, ok chị ạ? Nếu như trong vòng 3 phút này lượt chia sẻ trên 500, mọi người sẽ được tặng kính này, em đang mang là 700k. Kèm theo đó là nếu mà ai chơi mini game thì được tặng kính này nữa nè, 400k nha. Rồi, tiếp tục comment cho em đi ạ. À, chân gì không đi được mọi người nha, vẫn tiếp tục comment đi. Khi mà 3 phút kết thúc, nếu như mà lượt chia sẻ vẫn chưa trên 500 thì mình ngưng mini game nha. Rồi, chân gì không đi được, chân giường là sai, chân dung là sai luôn rồi, không đúng luôn nha.
chân dung là sai, chân giường là sai, chân bị gãy là sai, chân gì nữa ạ? À? Còn bao nhiêu chân lôi hết ra cho em luôn nha. Hello Phước Nguyễn Ngọc luôn ạ. À. Rồi chân gì nữa đây ta? Chân giường là sai rồi anh Phước Nguyễn Ngọc ơi. Lượt chia sẻ đang lên 159, đang lên 600, 161 lượt chia sẻ. Rồi chân mày là sai luôn rồi Trịnh Hiếu ơi. Mọi người ơi, em tặng kính cho mọi người. Mọi người có yêu thương em, mọi người có quý mến em thì mọi người chia sẻ livestream phụ em với nha, để em bán mắt hàng nha. Chắc tình yêu của em ơi, đó rất là đẹp luôn, mọi người thấy không ạ? À? Rồi, mẫu kính này có giá là 700k một cây. Trịnh Hiếu ơi, chân mày là sai luôn nha. Không đúng luôn nè. Rồi, mọi người ơi, thời gian để em coi còn bao nhiêu và lượt chia sẻ có tăng lên chưa. Nếu như lượt chia sẻ mà tăng lên cho em đúng là 500k, hay là 500 lượt chia sẻ, 168 à, vẫn chưa tăng lên luôn, không ai chia sẻ cho em hết trơn á, em buồn quá, em sẽ khóc đây. Cảm thấy thiệt là tuổi thân, thiệt là buồn vì mọi người không có chia sẻ livestream cho em. Nước mắt rơi không phải khóc đâu, nước mắt rơi vì em rất buồn. Ủa? Chân lông là sai luôn. Không đúng. Trời ơi, không ai comment luôn á Lâm. Không ai comment luôn. Không ai comment đáp án luôn. Mà cũng không ai chia sẻ livestream luôn. Trời ơi, Facebook nó bị gì á, thứ nó chặn hay sao, chẳng hiểu luôn á. Mọi người thấy em có gõ không vậy? Sao hôm nay mắc cười ghê nơ luôn á mọi người. Mắc cười. Mắc cười ghê nơ luôn á. Chơi mini game mà không có ai comment, cũng không có ai chia sẻ hết trơn. Có một mình đứng lên mình nói thấy bà nội luôn. Em chia sẻ nhiều lắm rồi đó chị. Ừ, Thanh Tâm ơi, nó lên 181 lượt chia sẻ nè. Mọi người không có chia sẻ gì hết trơn á, đến nãy giờ luôn rồi đó. Rồi, để em coi coi nha, bao nhiêu phút nữa, còn có 22 giây nữa thôi. 22 giây nữa thôi mà lượt chia sẻ vẫn còn thấp quá. Chắc là em phải dừng mini game chơi game này lại, và em tiếp tục chơi mini game chia sẻ để em tìm ra người may mắn mà chọn tặng kính này nha. Lên kính vuông đi chị, ok chị lên kính vuông cho em coi. Rồi, qua mini game nha. Không, phải công bố cho người ta biết, nãy giờ người ta không ai trúng hết đó. Hết giờ nha, hết giờ rồi. Ờ vậy thôi, để dành cái này bốn bữa chơi game ha. Em để dành cái này xíu mình chơi game tiếp mọi người nha. Tại vì không có ai đánh trúng cái tờ giấy này hết trơn hết trọi á. Mà cũng không ai chơi mini game hết trơn á, em buồn quá mọi người ơi. Vậy bắt đầu bán kính luôn ha. Bị chặn luôn rồi, tôi em quá mặc áo vàng đẹp hơn ạ. À. Dạ, rồi vậy bây giờ em sẽ bắt đầu bán kính mọi người luôn nha. Đây, bán kính luôn đi. Chơi mini game mà không ai comment hết trơn á. Rồi, em lên kính vuông cho mọi người luôn nha. Thôi tốt đừng khóc. Anh ơi, anh có hỏi không? Mọi người không có chơi mini game với em kìa, em buồn quá em khóc đây. Rồi, em lên cái kính vuông của dòng mà Cushy cho mọi người coi nha. Đầu tiên sẽ lên kính nữ cho mọi người coi. Đây, rất là đẹp luôn. Thì cái kính nữ này nó có thương hiệu là Cushy mọi người nha. Có logo Cushy ở đây cho mọi người. Trồng này là trồng thủy tinh hữu cơ nha. Cái viền kính nè mọi người thấy không? Có cái cầu kính nằm bên trong nha. Rồi, nhìn là nhìn kính không viền nhưng thực chất là nó có viền luôn, và viền của nó nằm ở bên hông như vậy mọi người thấy không? Có cái viền của nó nằm ở bên trong như vậy nha. Còn gọng của nó là gọng nhuyễn như vậy nè, rất là đẹp, có cái logo Cushy ở đây cho mọi người luôn. Đó. Đau mắt lắm hả anh Trịnh Hiếu? Dạ. Mỗi người một ý, em không biết làm sao để chiều mọi người luôn á. Rồi, cái kính này em đang có mã là 8060. Kính này là kính vuông nè. Hồi nãy bé Trịnh Thảo hay bé gì hỏi chị nè ha. Bé Thảo phải không? Thảo hay gì nè. Hỏi chị có kính vuông không? Chị lên kính vuông cho em coi nha. Chống tiêu về chuẩn 400. Thì cái mẫu này nó rất là sang chảnh luôn mọi người ha. Mang lên rất là đẹp. Đi biển là tuyệt vời lắm luôn. Mà còn đi du lịch cũng rất là đẹp. Mang lên nó rất là thon gọn mặt mình luôn nha. Vì nó là cái phong hình vuông như vậy, sẽ kéo dài cái gương mặt của mình ra. Nhìn rất là đẹp luôn. Trồng của nó là trồng to như vậy nha. Đây, trồng to đang là hot trend năm nay á mọi người. Mã kính này ai lấy mọi người comment cho Túc là 8060, kèm theo đó là số điện thoại nha. Giá của nó là 400, sale còn 180. Của nam chị, à Nguyễn Minh Thảo lên của nam đúng không? Ok, chị lên kính của nam cho em coi. Còn cái kính mà nữ, cái kính nữ mà trồng vuông màu vàng thì cũng có cái mẫu này luôn. 8060 màu vàng luôn ha, 180 một cây mọi người nha. Rất là đẹp luôn, thấy không ạ? À? Thảo ơi, Nguyễn Minh Thảo là nam hay nữ vậy? Nói chị biết đi. Rồi, mẫu kính này Túc đang mang cho mọi người là 8060, kèm theo đó là số điện thoại cho Túc nha. 181 cây, cái gọng của nó rất là sáng bóng luôn mọi người thấy chưa? Nó sáng bóng cực kỳ đẹp, ngất ngây con gà tây luôn nha. Ai lấy mẫu này mình tranh thủ comment liền cho em là 8060, kèm theo số điện thoại mọi người ha. Rồi, bây giờ em qua mẫu liền cho mọi người luôn nha. Em qua mẫu liền nè. Đây,
Em qua mẫu cho mọi người liền luôn. Kính nam mà nam chạy ok, Thảo chị lên kính nam vuông cho em coi ha. Thì kính nam vuông chỉ có cái dòng cao cấp này nè, rất là đẹp. Hiệu của nó là hiệu Boxer. Hiệu Boxer em nha. Trong này là trong Boleroi. Em nhìn nè, có chữ Boleroi ở trên đây thấy chưa? Nghỉ chơi rồi vợ đó ngoài. Đúng rồi, em nghỉ chơi mini game rồi mọi người ơi. Nhìn em giống gái lắm hả? Ai biết chị tên Thái Thanh Thảo, chị tưởng là gái mà. Rồi xin lỗi em yêu nha. Rồi chốt 8060 cho chị Như Thủy. Ok chị yêu, em chốt 1K8060 cho chị Như Thủy. Chị Như Thủy lấy màu đen hay là lấy màu trà chị yêu ơi, Như Thủy nha. Rồi chị lấy màu nào thì comment cho em nha. Túc Túc ơi em đổi màu trà được không? Được luôn Thanh Tâm ơi, em inbox cho fanpage liền luôn đi để nó gửi hàng cho em nha. Em inbox đổi màu trà đi. Rồi mọi người nhìn nha, chồng này là chồng bolero chống trời chống bể rơi rớt không bể luôn nha. Chống trời chống suốt cho mọi người luôn vì mặt trước của nó có chán một lớp nano cứng chống trời chống suốt được luôn. Trồng màu đen, viền màu đen như vậy. Ở đây nè mọi người nhìn nha, cái cầu kính màu vàng này với lại cái cầu kính ngay chỗ này nè, nó được làm bằng titan không bong không tróc và không gỉ. Ở đây ngay chỗ này nó có gỗ cho mọi người luôn, có chữ bắp chơi khắc lên gỗ luôn nha, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh. Màu trà ok chị Như Thủy ạ. À, rồi em test tiêu UV máy này, em test tiêu UV cái kính này cho mọi người coi, chống tiêu UV chuẩn 400 ha. Rồi mã kính này có giá là 700, hôm nay sale 350, sale sập sàn như dịp 20 tháng 10 mọi người nha. Kính nữ nhưng mà nam cũng được sale luôn. Mẫu kính này em đang mang có giá là 700k sale còn 350 một nửa giá. Ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em nha. Mã của nó là 8814 kèm theo số điện thoại. Cái mẫu hình vuông này nè Minh Thảo ơi, chị còn có cho em nữa là cái chồng to hơn nữa là chồng này nha. Em nhìn nè, đây chồng kính này nó sẽ to hơn. Hôm nay em sẽ lên chuyên kính nữ cho các chị gái của em coi luôn nha. Các anh nam vì ngày mai là 20 tháng 10 rồi cho nên hôm nay sẽ lên kính nữ thiệt là nhiều cho mọi người lựa chọn để mua cho vợ hay là cho bạn gái của mình nha. Kính này em đang mang ở trên á, em mang cho mọi người coi 8819, cái gọng của nó cũng y chang như cái kính 8814 này luôn, cái phần của nó to hơn nha. Rớt không bể, đập thì bể chính xác luôn, rớt thì không bể mà đập thì bể chắc chắn luôn rồi nha anh Đực nha. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính em đang mang là 8819 thì cái dòng này nó to hơn nên nó sẽ sang chảnh hơn. Còn nếu như mà chọn cái ngầu thì mình chọn cái này nha, hình chữ nhật như vậy nó rất là ngầu luôn. Rồi 8819, 8814. Minh Thảo ơi em lấy cây này không, em lấy cây này, em comment dùm chị Trúc luôn ha, sẽ có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Ai da đeo, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn nha. Mã là 8819, em sẽ để trên đầu cho mọi người coi ha, để trên đầu. Còn cái cây mà em, à quên, để trên đầu chứ phải để trên mặt, em lộn. Còn cái cây này em đang mang là mã L35. Thì cái cây L35 này là một phần quà tặng dành cho mọi người hồi nãy đó. Nhưng mà bây giờ em sẽ sale luôn 149.000 một cây. Rồi mọi người nhìn nha, cái gọng của nó rất là sáng bóng luôn. Bên đây có chữ Lacoste cho mọi người. Trong này là trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Viền màu vàng, viền là vàng kim, rất là đẹp luôn. Trên đây có con cá sấu Lacoste, có chữ Lacoste ở đây cho mọi người nữa. Ai lấy kính này mọi người comment liền cho em là L35 kèm theo số điện thoại nha. Chống tiêu UV chuẩn 400, mẫu này mình đi ngày đi đêm được luôn nè. Đó, ai lấy mọi người comment cho em nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu liền cho mọi người luôn. Và hôm nay em sẽ ưu tiên cho các chị nữ, em lên kính nữ thiệt là nhiều nha. Nè, đâu hết rồi, bu vô. Mọi người đi đâu hết trơn rồi kìa, mọi người ngồi coi em, mọi người không nói chuyện với em sẽ buồn lắm luôn. Đây, em sẽ lên cái kính nữ cho mọi người coi nha. Bây giờ em sẽ lên đa số là kính nữ cho mọi người lựa chọn luôn. Thì những ai đang trong livestream của em mọi người la lên là nữ 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 thì em sẽ lên kính nữ thiệt là nhiều. Đây em lên mẫu kính này cho mọi người coi, nó là form màu trà, form hình nơ và đặc biệt nó cong như vậy. Đó, nó là cong cong cho nên sẽ gọi là form nơ cong mọi người nha. Mọi người nhìn nè, đó. Cái càng kính của nó là như vậy, có chữ Chanel ở đây cho mọi người. Đó, cái khung của nó là như vậy nha, rất là đẹp luôn. Kính này là chống tiêu UV chuẩn 400, em sẽ test tiêu UV cho mọi người coi. Chống tiêu UV là chuẩn 400 luôn, thấy không ạ? À? Dành cho nữ nha mọi người ơi, thì cái form nữ này nó sẽ rất là sang chảnh luôn, mang lên cực kỳ đẹp. Form Chanel cổ điển nhưng không bao giờ bị lỗi thời, lúc nào cũng sang như vậy. Thì mẫu này dành cho các chị từ 25 tuổi đổ lên thì mình mang mẫu này phù hợp lắm luôn nha. Có hộp, có khăn đầy đủ cho mọi người, sale còn 180 mọi cầm, 180 một cây mọi người ơi, siêu sang chảnh. Kính này chồng của nó mình đi đêm được luôn, em qua mẫu liền luôn nha. Em sẽ qua mẫu thật là nhanh cho các chị lựa chọn. Đây, em lên cái kính này cho mọi người. Bữa nay mặc áo này không hên rồi, chắc vậy quá anh ơi. Thấy chưa, mọi người kêu em mặc áo kính mà mọi người đi đâu chơi, mọi người không có chịu ra đi chơi với em thì hỏi làm sao mà không mặc áo dây cho được. Khổ ghê nơi chưa. Rồi, mọi người nhìn nha, ở đây cái càng kính của nó nè, màu vàng trên đây rất là đẹp luôn, thấy không ạ? Ở trong đây là màu vàng nha, ở đây là màu đen. Rồi, trong của nó là form mắt mèo, mà form mắt mèo nhẹ nhẹ thôi, form mắt mèo hình tròn, mang lên cực kỳ yêu luôn nha. Hết chơi câu hỏi rồi à? Dạ đúng rồi, Phước Nguyên Ngọc ơi, em hết chơi câu hỏi rồi ạ. À.
Mã kính này em đang lên cho mọi người có mã là 034. Thì cái cây 034 bu vô người đẹp đi. Anh Việt ơi, anh Việt kéo xe cho em đi. Anh Việt xe thiệt là nhiều 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 cho mọi người vô chơi với túc túc đi anh Việt ơi. Rồi, kính này mọi người ơi, mã của nó là 034. À, 034, 034 một cây, hay là 034, giá của nó là 180.000 một cây mọi người nha. Giá gốc là 400k, bên em bán toàn là hàng cao cấp. Hàng này là hàng rất là tốt mọi người nha. Và trả lời đúng thì sao? Không có ai trả lời đúng hết đó Phước Nguyên Ngọc ơi, không ai trả lời đúng hết. Rồi, xíu nữa 4:30 tiếp tục chơi mini game câu đố này nha anh nha. Tại vì nãy giờ không có ai trả lời đúng hết trơn mà mọi người cũng không chịu chia sẻ livestream nè, cho nên làm sao mà chơi mini game bây giờ? Chơi mini game là mọi người nhớ chia sẻ livestream cho em thì mới chơi được chứ. Đằng này ngồi comment không mà lượt chia sẻ nó lẹt tè làm sao mà bán kính được bây giờ? Không có gì, nhìn người ta đi hết rồi hãy chưa. Rồi, mẫu kính này em đang mang mọi người nha. Giá của nó là 180 một cây. Ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Kính này hôm nay em sẽ like là dành cho nữ nhiều hơn. Ấy anh là giờ trả lời đúng được nhận quà không? Dạ anh ơi, trả lời đúng bây giờ mà có trả lời đúng nữa là không được anh ơi. Tại vì em đã ngưng mini game rồi. Hồi nãy em cho thời gian là bao nhiêu phút đó để chia sẻ live stream á. Mà không có ai chia sẻ live stream hết cho nên em ngưng mini game rồi anh nha. Rồi. À, mà bây giờ em sẽ lên kính nữ cho mọi người coi thiệt là nhiều. Anh Nguyễn Phương, anh Phước Nguyên ơi, anh mua kính cho vợ mình chưa, anh mua kính cho bồ mình chưa? Sắp tới là 20 tháng 10 ngày mai rồi đó. Rồi em sẽ lên tiếp kính nữ cho mọi người coi nữa nha. Thì em sẽ lên cái cây kính nữ Chanel này nè. Phong của nó là phong hình vuông kính nữ Chanel, rất là ngầu luôn mọi người thấy không? Cái gọng của nó rất là sang chảnh, cái chữ Chanel ở dưới đây luôn nha. Anh có chia sẻ mà. Dạ, nhưng mà mọi người kia không có chia sẻ livestream. Mà nãy giờ anh Ngọc Phước Nguyễn Ngọc cũng đoán không có đúng luôn. Hay là bây giờ em sẽ công bố kết quả luôn nha, để cho mọi người biết là mọi người đoán không có đúng nha. Chứ nếu em không công bố kết quả là mọi người lỡ nói là có người đoán đúng rồi mà em không công bố kết quả thì làm sao mà tin đúng không? Vậy thì tôi bây giờ em sẽ công bố kết quả luôn cho mọi người biết là nãy giờ không có ai đoán trúng hết á ha. Ok nha, để công bố luôn nè. Ở lòng bánh gì không ăn được, còn câu chân gì không đi được đôi. Đây, chân gì không đi được mọi người nha. Cái câu của em đó là cái chân lý sống nha. Chân lý sống mà nãy giờ không ai comment được hết trơn á. Cho nên là em sẽ qua cái phần câu đố luôn nha. Anh nói đúng tặng không? Nhưng mà nãy giờ anh không có nói đúng anh ơi. Nè, chân lý sống nè, nãy giờ không ai comment là chân lý sống hết á. Cho nên em sẽ qua câu đố luôn nha. Ok mọi người nha, em sẽ livestream bán kính cho mọi người. Rồi xíu nữa nếu mà đông đông thì em sẽ tổ chức mini game để mọi người chơi nha. Rồi bây giờ em sẽ lên kính nữ dành cho mọi người tiếp. Thì các chị nữ của em ơi, mình thích kính như thế nào mình có thể là comment. À em sẽ lên, em sẽ share cho mọi người một cây này với giá là 99k sập sàn luôn. Đây, rất là dễ luôn. 99k một cây form mắt mèo như vậy, màu nâu như vậy nha. Mang lên là sáng da cực kỳ luôn. Các chị nữ của em ơi, các chị nữ có trong live stream thì các chị nữ comment liền cho em nha. Mã của kính này em đang mang đó là mã gì đây để em coi coi nè. 302, 99k một cây mọi người nha. Em chỉ còn mã kính này là 5 cây duy nhất thôi. 302, đi ngày cũng được, đi đêm cũng được. Chống tiêu UV là chuẩn cho mọi người luôn. Em test tiêu UV trực tiếp cho mọi người. Chống tiêu UV chuẩn 400 bảo vệ mắt mọi người cực kỳ tốt luôn nha. Còn nếu như mọi người mà đi ra ngoài đường, mọi người mua kính á, ở ngoài vỉa hè đồ này nọ, hay là nó không có chống tiêu UV cho mọi người, thì đeo kính đó sẽ bị nhức mắt và sẽ bị đau mắt mọi người nha. Đeo thời gian dài là hư mắt của mọi người đó. Cho nên nếu như mọi người mua kính nào thì mọi người nên chọn cái form kính của nó là to to một xíu, bảo vệ mắt mọi người, không gió bụi đường vô. Và đặc biệt nó có chống tiêu UV đầy đủ cho mọi người. Mẫu kính này là 302, 99k một cây, nghĩ đi ông nội. Mắc cười anh Văn Đức với anh Phước Nguyên quá à. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang lên cho mọi người. Mã của nó là 302 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. Kèm số điện thoại liền cho em. 99k một cây mọi người nha. Rồi, các chị nữ ơi, các anh nam ơi, mình thích em lên kính nào mình comment lên cho em được không ạ? Để em lên kính cho mọi người coi nha. Mình thích kính nào mình comment lên liền cho em nha. Để em lên kính cho mọi người coi, để em bán kính nè. Rồi, bây giờ mọi người thích em lên kính nữ hay thích em lên kính nam vậy ta? Để em lên cho mọi người coi nè. Anh được mua kính ủng hộ em đi. Anh được ơi, anh được, 241 rồi, chưa giết chưa. Lượt share rất là ít luôn, chưa có ai chia sẻ livestream hết trơn. Để em coi nha. Để em cho hệ thống kiểm tra xem nick của ai là người chia sẻ nhiều nhất luôn mọi người nha. Rồi, bây giờ em sẽ lên tiếp một dòng kính nam cho mọi người coi nữa, sau đó là lên tiếp kính nữ nha. Bây giờ em lên kính nam cho mọi người coi. Thì kính nam em có cái cây này nè, nó là kính Ray-Ban trồng Polaroid nha. Nữ đi em. Dạ ok chị Hương Nguyễn, xong mẫu này em lên liền luôn nha. Đó, phải có người comment lên cho em, người tương tác cho em thì em mới thấy mọi người được chứ. Chứ thôi em nói thiệt một mình em buồn lắm luôn.
Sợ ma quá hả? Thương anh đực ghê lắm, anh đực dễ thương quá à. Đây, chồng của nó là chồng Bolero mọi người nha. Kính này là chống trời, chống bể, chống xước cho mọi người luôn. Kính Ray-Ban. Chồng này mình đi đêm được lưu, giá của nó là 250 một cây. Giá gốc là 500k sale một nửa, giá còn 250. Mẫu kính này em đang mang trồng vừa, không quá to cũng không quá nhỏ. Thì mã của kính này là 443 mọi người nha, 443. 443 mọi người nha. Giá của nó là 250 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Khi mọi người mua hàng mọi người thì có hộp Ray-Ban chính hãng như vậy luôn nha. Đó, 250 một cây. Đó, em mang là rất là đẹp. Mẫu kính này mình có thể là đi ngày cũng được, đi đêm cũng được. Gọng kính là gọng nhĩ mọi người nha, gọng nhĩ như vậy. Xong bolero chống tiêu V, chống tia phân cực, đi ngày đi đêm được luôn là mã này. Bây giờ em qua tiếp kính nữ cho mọi người coi. Chị ơi, chị thích kính nữ có viền hay không viền? Comment lên cho em thấy nha. Kính nữ có viền hay không viền chị yêu nha. Rồi, em lên cho mọi người coi cái cây 6865 này nha. Cây 6865 này rất là đẹp luôn. Đây là chiếc kính dành cho nữ không viền. Ở đây mọi người nhìn nha, cầu kính của nó bắt từ đây qua đây. Thấy không ạ? À? Anh được ăn cơm chưa? Anh được đang làm cái gì vậy? Nè, hôm nay anh Cường không vô livestream chơi với em ta ơi. Rồi, cái viền của nó là không có viền luôn mọi người ha. Form của nó là form hình chữ nhật như vậy. Kính đi đêm bao nhiêu? Dê, anh Đực ơi, em dễ thương quá, em cảm ơn anh nha. Dạ, kính đi đêm của em là 450 một cây đó anh Đực ơi. Cả kính này nha. Còn nếu như anh muốn mua dòng rẻ hơn thì anh có thể là chọn cái dòng là 350. Là kính này nè, chính mẹt 350. Đó, dòng đi đêm luôn nè anh Đực ơi. Anh Đực muốn ủng hộ Tốt Tốt đi. Còn có một mình Tốt Tốt ngồi nói chuyện Tốt Tốt buồn lắm luôn. Kính này nha, đi đêm là 350, còn kính này là 450 cũng đi đêm luôn, một form nó hình tròn. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính em đang mang cho mọi người coi nè, thì giá của nó là 180 một cây. Ai lấy mọi người tranh thủ comment liền cho em nha, cho mọi người coi nè. Cái viền kính nè, cái càng kính ở dưới đây rất là đẹp luôn, có bông hoa, có ba cái hình ở đây, rất là sang chảnh luôn nha. Thì đặc biệt cái viền này với cái này được làm bằng titan, đều không bong, không tróc, không xét và không nghỉ hết trơn á. Rất là đẹp luôn, em mang cho mọi người coi nha. 180 một cây nha. Cái tình yêu của em lấy thì comment liền cho em luôn. Thấy chưa, gọng của nó sang chảnh cực kỳ. Các chị nữ mang kính này nè, nó đơn giản lắm, cho nên các chị có thể là đi làm hàng ngày mang cũng được, đi đêm cũng được, đi ngày cũng được, đón con đi học cũng được, du lịch và đi biển đều được hết trơn á. Tụt view rồi, dạ đúng rồi, tụt view mất tiêu rồi anh Việt ơi. Rồi em qua mẫu liền luôn mọi người nha. Em sẽ qua cái mẫu, à cái kính này nó còn một cái nữa, đó là màu trà. Đây, có màu trà cho mọi người nữa nha. Đó, em mang màu trà lên nha. Chị nữ ơi, chị Hương Nguyễn ơi, chị thích mẫu nào không? Chị thích cái mẫu có viền hay thích mẫu không viền thì chị comment lên liền cho em nha. Kính này em đang mang là 6885, kèm theo đó là số điện thoại liền cho em. 180 một cây, hơi bị đẹp. Rồi, em qua mẫu liền cho mọi người, đó là mã kính nữ nữa đúng không? Lên mã kính nữ, chị ơi chị thích có viền hay không có viền chị comment cho em nha. Mọi người ơi, mọi người thích kính như thế nào mọi người comment lên cho em được không ạ? Hôm nay Facebook bị sao á. Mọi người ơi, mọi người thấy không mà mọi người không thấy em hay sao á, mọi người ơi, nó bị đứng hay sao á, em không thấy gì hết trơn á. Trời mưa ngủ hết, mọi người đi ngủ hết trơn rồi. À em thấy Văn Thanh nè, Văn Thanh là chị hay là anh ta, để em biết em xưng hô đi. Chiều nay nhớ thay đồ nha. Dạ bố. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người thích kính như thế nào mọi người có thể là comment lên cho em được không ạ? Chơi mini game mà không ai comment luôn. Hôm nay Facebook nó bóp cực kỳ luôn á mọi người, bóp lắm luôn. Chơi mini game mà cũng không ai comment, kia chia sẻ cũng không ai chia sẻ hết trơn á. Không biết làm sao mà để tặng quà cho mọi người được nữa, cũng không biết làm sao mà bán kính được luôn, buồn lắm luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên kính khác cho mọi người coi luôn nha. Đó là một kính nam, các anh nam ha. À chị, vậy ok, chị Vân Hanh ơi, em lên kính nữ cho chị coi nha. Chị thích kính nào em lên kính nữ cho chị coi. À chị thích cái form mà kính mà nó có viền không, lên kính có viền cho chị nha. Kính có viền mà là cái hồi nãy sơn cầm đâu rồi ta. Hello Phương Lê, chị tốt
chào Vương Lê nha. Rồi, mọi người nhìn nha, em sẽ lên cái kính này. Còn có mini game không chị? Ồ, Thanh Thanh ơi, hot mini game rồi em ơi. Hello Duy Lê nha. Đây mọi người nhìn nè, em đang mang cho mọi người là một cái kính format mèo luôn nha. Kính nữ, không rồng, có màu gì vậy Túc? Dạ, kính nữ mà không rồng, trời đất ơi, chắc em chết. Kính nữ không viền, ông nội ơi. Kính nữ không viền, em có màu trà nè, màu hồng nè, màu khói nữa nè. Màu khói nha. Rồi, nhiều mẫu không viền lắm. Thì bây giờ em sẽ lên mẫu cho chị coi, các tình yêu của em coi nha. Mà anh Nguyễn Hiếu á, mặc áo hở thì cũng bị nói, mặc áo kính thì cũng bị nói nữa kìa. Không biết sống sao cho vừa nữa đó. Lúc mà mặc áo hở kiểu em ơi, mấy mốt em mặc áo kính kính vô nha. Còn hôm nay em mặc áo hơi hơi hở thôi. Thì mọi người kêu là nhìn cái áo là hết muốn coi livestream luôn. Bù giả mang luôn á mọi người. Rồi, không biết làm sao cho vừa lòng luôn á. Là tấm tiền với sách rồi, đẹp quá cơ. Đúng rồi, Hằng Binh Bông ơi, em cảm ơn Hằng Binh Bông nhiều nha. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu kính này Túc đang lên cho mọi người coi. Đó là kính có mã là 6863 mọi người nha. Trong của nó là trồng thủy tinh hữu cơ. Đây mọi người nhìn nha, kính không viền, cái form của nó là form hình chữ nhật. Đây, hai cái cầu kính là cái cầu kính bắt qua hai cái tròng một mài, thấy chưa? Rồi, cái viền của nó sẽ rất là đẹp luôn nha. Em cảm ơn Phạm Minh Chiết ạ. Hãy lên chiếc luôn. Mọi người nhìn nha, màu vàng ở đây ngay chỗ này là bằng kim loại. Cái cục này là bằng kim loại mọi người nha, rất là đẹp luôn. Thì giá của kính này đang có giá là 400k một cây, em xe còn 108, chấm tiêu bê chuẩn 400, mọi người thấy chưa? 108 thôi nha. À, mắt kính đẹp thật, mình rất là ưng. Cảm ơn Ánh Ngọc nhiều nha. Đây, mọi người nhìn nha, mã là 6863. Đây, em có một cây màu trà nữa. Anh gì đó ơi, anh thích cái kính không viền này thì anh comment cho Túc nha. Kính nữ không viền nè, rất là đẹp luôn, mình có thể là mua tặng cho anh Quang Trung Trường ơi, anh mua kính này anh tặng cho vợ anh đi. Đẹp tuyệt vời, đẹp hết sảy con gà máy luôn mọi người ơi. Rồi, mặt chị tròn có kính nào hợp không? Dạ Vân Thanh ơi, mặt chị tròn thì chị nên đeo những cái kính là form hình chữ nhật nha. Giống như cái form này em đang mang nè là form hình chữ nhật, nó sẽ gọn mặt chị hơn. Mắt kính nhiều màu mới cập nhật thì good, cảm ơn bé góc nhiều nha. Rồi, chị yêu ơi, nếu như mặt chị hình tròn thì chị có thể là mang mẫu này nữa. Em mới vừa lên là 6885. Thì cái cây 6885 này nè, mọi người đợi em xíu nha. Alo. Dạ anh ra tới đâu rồi anh hả? Dạ Long xuống lấy này giùm chị. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dưới cửa luôn đó Long. Rồi, mình ở Nghệ An, đặt kính thì thứ hai bao giờ có hàng thế? Đặt kính từ thứ hai là thứ ba sẽ có chốt đơn và 3 ngày sau là sẽ có hàng nha. Liên Mai ơi, rồi chị Vân Thanh ơi, cái mẫu kính này nè, nếu như mặt chị tròn chị mang mẫu này sẽ đẹp lắm luôn. Mặt tròn đeo mẫu nào? Mặt tròn đeo mẫu này chị Nguyễn Hà ơi, đây em đang mang nha. Rất là sang chảnh luôn, mình có thể đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn. Chống tiêu UV là chuẩn 400, chồng này là chồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Siêu sang chảnh luôn nè, em đem cho mọi người coi. Có 108 thôi, có hộp có khăn đầy đủ cho mọi người. Khi mọi người mua hàng bên em, mọi người sẽ được là bảo hành 3 tháng luôn. Sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán luôn nha. Kính không chồng là kính gì? Bởi vậy, cái kính mà không có chồng làm sao mà em bán được bao giờ? Kính có cái viền không ạ? Kính không viền mới đúng nha anh nha. Còn kính không chồng là tôi bó tay luôn đó. Chị, các em đang đeo nha. Dạ Hương Nguyễn ơi, chị comment cho Túc đi là 6885 kèm theo số điện thoại nha chị nha. 6885 kèm theo số điện thoại để em được chốt hàng cho chị. 108 một cây rất là đẹp luôn nha. Ồ, em chốt cho chị Nguyễn Mai luôn nha. Ok chị Nguyễn Mai luôn nè, 6885 mọi người comment liền cho em nha. 6885 em có hai màu là màu khói với màu trà. Mọi người thích màu nào thì comment màu đó cho em nha. Đây, còn chị Hương Nguyễn ơi, chị comment cho em đi. Chị comment cho em liền luôn, mã của nó là 6885 nha. Rồi em chấp cho chị kia rồi nha. Ê, mỹ phẩm gì vậy Long? Cái bao gì? Tám phần sắc không là màu trà đó nè. Ờ, tám phần sắc là màu trà cho mấy Thanh Tâm hả? Ờ. Cái gì vậy ta? Của ai vậy ta? Qua tinh. Rồi, hành sách nhiều nhé, tư vấn còn một cái comment dạ con một khác luôn ạ. Hương Nguyễn ơi, chị có cái này chị comment cho em là 6885 kèm theo số điện thoại luôn nha. Cảm ơn bà Diệu nhiều nha. Rồi, em qua mẫu cho mọi người. Nếu như chị mặc tròn thì chị cũng có thể là mang cái form mắt mèo cũng được nữa chị nha. Em lên form mắt mèo cho chị coi nè. Đây, thì form mắt mèo ở đây nó xách lên cho nên nó sẽ làm gương mặt của chị nhỏ hơn, dài hơn, gọn hơn nữa nha. Thì form mắt mèo này nó là kính Gucci, kính giả cận người cận có mang được không sắp nghe lạ thế. Kính giả cận người cận không mang được chị nha. Vì nó không có độ, nếu như chị bị cận thì chị có thể là ra shop kính mà đo kính cận á. Chị xem thử nha, cho nó phù hợp với cái độ mắt của chị thì ra đường mới an toàn được. Còn kính bên em là kính mát thôi, còn kính giả cận là nó không có độ chị nha. Rồi, em chấp cho chị Hương Nguyễn 6885. Ok chị yêu, em chấp cho chị Hương Nguyễn 6885 luôn nha.
Rồi, chốt cho Quang Trung Trường một cây 6885 màu trà. Chốt hàng khỏi cần điện thoại lại. Ok, Quang Trung Trường luôn nha. Chốt cho Quang Trung Trường một cây 6885 màu trà cho anh luôn. Anh mua tặng cho vợ đúng không? Rồi, kính này em đang mang. Ở đây có logo Cushy cho mọi người. Gọng là gọng nhựa, nhưng mà trồng nó là trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Nó tràn ra cái viền luôn, mọi người thấy chưa? Tràn ra viền luôn. Kính không viền mà 6885 phải công chút. Dạ đúng rồi, Quang Trung Trường ơi. Kính đó là mã 6885 đó anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nha. À, mọi người ơi, cái kính này em đang mang có mã là 9304 mọi người nha. 9304, form của nó là form hình mắt mèo. Mắt mèo tròn như vậy nha. Form mắt mèo tròn rất là sang chảnh luôn. Thì các chị là có thể là đi ngày hoặc là đi đêm cũng được đó. Em đưa cho các chị coi thấy chưa ạ? Rất là đẹp luôn nha. Đó, tuyệt vời ông mặt trời. Kính giữa chị để trên đầu, chị đeo giùm em với rồi. Chị đeo kính giữa này giùm em nha Ngọc Trâm nha. Ơn quá trời luôn, cảm ơn chị Phạm Thái Mỹ nha. Đây, kính giữa nè mọi người nha. Thì cái hiệu này à, cái kính 9304 này 180 một cây mọi người nha, rất là đẹp luôn. Còn kính em đang mang cũng là form mắt mèo mà nó dạng hình tròn mắt mèo nha. Rồi, mọi người nhìn nè. Bên hông sẽ có cái logo, cái hiệu của nó là Tom Rau. Kính này hiệu Tom Rau nha. Rồi, cái càng kính ở dưới đây sẽ có 3 sọc cho mọi người, nhìn sẽ rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn, làm nổi bật cái kính của mình lên. Đây, em đưa qua như vậy cho mọi người coi nè. Đó, 180 một cây mọi người nha. Giá của nó 180, mã của nó là mã của kính này là 9324. Ủa gì sai vậy, 9324, con này là 9304. Ờ, cái này là 9324, còn cái này là 9304 mọi người nha. Hello anh Hai Tôm, khi nào mình nhận được sản phẩm sắp ơi. Dạ Ngọc Cái Chép ơi, nếu như bạn đặt quà hôm trong ngày hôm đó hoặc là hôm sau sẽ có nhân viên chốt hàng cho bạn. Rồi, qua 3 ngày sau là bạn sẽ nhận được hàng. Còn nếu như bạn ở trong nội thành phố Hồ Chí Minh là sẽ nhận được hàng trong vòng từ 1 tới 2 ngày thôi, rất là nhanh. Còn ngoài thành phố Hồ Chí Minh là trong vòng 3 ngày là sẽ có hàng nha. Mẫu kính em đang mang có giá là 180, mã của nó là 9324. Thì ai lấy mẫu này comment cho em form tròn rất là tôm dáng gương mặt của mình lên thì nó sang lắm nha. Mẫu là ở đâu mà xinh quá, cảm ơn ân nguyên nhiều nha. Đây mọi người nhìn nè, đi ngày cũng được đi đêm cũng được. Chốt 6885 màu trà cho chị Vân Thanh. Chị Vân Thanh ơi, chị cho Túc xin số điện thoại nữa nha để Túc chốt hàng cho chị luôn nha. Rồi em qua cái mẫu nha. Mẫu này mã là 9324, 180 một cây. Em qua tiếp những cái mẫu khác cho mọi người coi nữa nha. Đó là kính này đây. Kính này là kính Cushy full hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Có hộp Cushy đầy đủ. Chị Vân Thanh ơi, chị cho em xin số điện thoại của chị luôn nha. Đây, kính này thì nó có hộp cho mọi người luôn. Để em lấy cái hộp cho mọi người coi nha. Cái hộp nó rớt xuống đất rồi. Đây, em lấy hộp cho mọi người coi. Cảm ơn anh Trân Trân. Cảm ơn chị Trân Trân ạ. Mẫu kính này là Cushy, có hộp da đầy đủ cho mọi người luôn. Thì nếu như mình làm quà tặng, mình nên chọn những cái hộp này cho nó sang chảnh mọi người ha. Kính chính hãng Cushy, là mẫu em đang mang có logo Cushy ở đây. Và ngoài cái logo này ra thì bên trong còn một cái lớp vải cho mọi người nữa, rất là đẹp luôn, thấy không ạ? Lớp vải nữa nha. Trong này trồng bolero, chống trời, chống bể cho mọi người luôn, màu trà. Thì form mắt kính này mặt tròn mình đeo rất là đẹp, và mặt dài, mặt vuông đeo cũng đẹp hết trơn. Vì nó là dạng hình chữ nhật mà nó bầu bầu như vậy cho nên nó sẽ rất là ôm gương mặt, còn tôm dáng gương mặt mình lên. Mọi người nhìn nha, đó, nó ôm sát mặt cho nên là đeo vô là sẽ cả cái má mình luôn nè. Cảm ơn Liên Mai nhiều nha. Rồi, chị Vân Thanh ơi, chị Trang xin số điện thoại để em chấp hàng cho chị luôn nha. Mẫu kính em đang mang là 3660 500k một cây. Đây là hàng cao cấp chính hãng của em luôn. Đây là Cushy mọi người nha. Thì hôm nay em sale còn 250 thôi. Ai lấy mọi người comment liền cho em nha. Mã của nó là 3660 kèm theo số điện thoại. Giá là 250 một cây, giá gốc là 500k. Đi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng đầy đủ luôn và sẽ được miễn và sẽ được bảo hành 3 tháng khi mọi người mua hàng. Mình muốn đặt kính mắt mèo, liệu có hợp với mặt dài không ta? Mắt mèo, nếu như mặt chị dài rồi thì chị đừng đặt mắt mèo, vì mắt mèo nó sẽ làm cho gương mặt của chị dài hơn nữa. Nếu như chị form mặt dài thì chị nên chọn cái form là hình vuông nha chị nha. Nếu như gương mặt chị dài thì chọn những cái là hình tròn hoặc là hình vuông, nó sẽ cân đối lại gương mặt của chị hơn. Còn nếu như gương mặt tròn thì mình nên chọn form mắt mèo là đúng nha. Hoặc là vuông thì mình nên chọn những cái mẫu kính là tròn nè hoặc là mắt mèo. Đó, nó sẽ hợp hơn. Rồi, em qua mẫu nha. Mẫu kính này là 3660, mình đi đêm được luôn. Cái màu này nè, nó là màu cam trà, ra ngoài đường ánh nắng chiếu vô cực kỳ đẹp luôn. Tóc mình ngắn hợp với kiểu mắt kính thế nào hả sếp? Dạ, nếu như mà tóc chị ngắn thì kính nào cũng hợp hết trơn á. Tóc thì đã kính nào cũng mang hợp hết trơn á nha. Nhưng mà chị mang những cái mẫu mà cá tính đi. Quan trọng là độ tuổi của chị nữa, ship bao nhiêu hả em? Dạ, ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k đó chị Văn Thanh ơi. Chị ở đâu ạ chị? Chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh là có 20.000 thôi, còn chị ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh là 30.000 chị nha. Ship toàn quốc 30.000 một cây thôi. Lộn, 30.000 một đơn hàng thôi ạ.
Rồi chị Vân Thanh cho em xin số điện thoại nha. Bây giờ em lên kính nữ mà mẫu này nè, dành cho gương mặt tròn hay là gương mặt dài mình cũng mang được hết trơn. Thì mẫu kính này giữa phối giữa màu hồng với lại màu khói rất là đẹp luôn. Trên đây nó có một cái gọng mà nằm ở trong mặt kính luôn nha. Có hai cái hạt đá ở đây rất là đẹp cho mọi người. Gọng kính này là như vậy. Thì mã kính này là LV, mã kính này là LV mọi người nha. Mọi người comment cho em chữ L, chữ V là LV là em sẽ chốt kính này cho mọi người. Có logo ở bên trong cái con ve kính cho mọi người luôn. Có logo bên trong con ve kính luôn nha. Kính này cái gọng của nó rất là nhỏ, lộn cái tròng của nó rất là mỏng luôn mọi người thấy chưa. Mà có chống UV thì chuẩn 400 khỏi phải bàn luôn nha. Ai lấy mẫu này comment cho em nha. Mã của nó là LV, 400 xe 180. 180 một cây rất là dễ thương. Kính này là mình mang sống ảo là tuyệt vời luôn á. Rồi, đi biển cũng đẹp, đi đâu cũng đẹp hết trơn. Mình có thể đi ngày đi đêm và nó rất là sáng luôn mọi người nha. Mã của nó là LV. Ai lấy mọi người comment liền cho em. Chị Vân Thanh ơi, tôi chưa có chốt cho chị nữa vì chị chưa có số điện thoại đó chị yêu ơi. Rồi, em lên à. Cái mẫu LV hồi nãy thì em còn có màu đen cho mọi người nữa nha. Màu đen là màu này nè. Đây, màu đen như vậy. Thì giá của nó cũng 180 luôn y chang. Mọi người comment cho em LV kèm số điện thoại nha. Rồi, chất liệu kính giả cận làm bằng gì thế Shop ơi? Dạ, chất liệu kính giả cận thì được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ tình yêu nha Thẩm Nguyễn nha. Rồi, em qua mẫu cho mọi người liền luôn. À, em sẽ công bố bằng người nào chia sẻ livestream nhiều nhất cho mọi người nghe. Đây. Bạn này là người chia sẻ livestream nhiều nhất mọi người nha. Đây. Hồng đen nha mọi người nha. Bạn Hồng đen là bạn người chia sẻ livestream nhiều nhất nha mọi người nha. Chúc mừng Hồng đen. Hồng đen inbox cho fanpage nói là trúng thưởng giải share nhiều nhất luôn Hồng đen nha. Chúc mừng Hồng đen nè. Cảm ơn Hồng đen, mặc dù hôm nay là chia sẻ rất là ít nhưng mà Hồng đen chia sẻ rất là nhiều. Trong nào thì hợp với mặt tròn mã sắp. Chị bé ngốc ơi, bé ngốc nếu như mà mặt tròn thì nên mang cái kính là form mắt mèo nha. Áo đẹp nhé. Anh Cường mặc áo này nên không có ai vô xem livestream hết cười. Mọi người kỳ cục ghê, mọi người nói em mặc áo mà hở quá thì mặc áo kính kính vô đi. Mặc áo kính kính vô rồi là không ai comment luôn, không ai xem luôn kìa. Trời đất ơi, buồn dễ sợ, buồn ghê nơi. Không biết chọn cái nào để hợp để đi biển hay sắp. Nếu như bạn thấy mình thích đi biển thì mình có thể là chọn cái mẫu này nè. Chị đi biển cũng được, đây em lên mẫu này cho chị coi nha. Mẫu kính này là đi biển cũng rất là đẹp luôn nè chị ơi. Nó rất là trong và sáng luôn nha. Có hai tầng cho chị, một tầng là tầng nhám, một tầng là tầng trong. Kính này cái form của nó là form lục giác. Thì trong này đang có giá, thì cái kính này đang có giá là 181 cây em đang sale. Chị có lấy thì chị comment cho em lại mã là 86851 kèm theo số điện thoại nha. 181 cây. Cái form này là form cầu lồi, mọi người nhìn nha, nó sẽ lồi ra đây, ở bên trong nó lõm, ở bên ngoài nó lồi ra như vậy, thấy không ạ? Thì giá của nó là 181 cây mọi người nha. Có bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, em ướm lên cho mọi người coi nè. Đó, rất là đẹp luôn, một màu duy nhất 181 cây. Nếu như mà chị đi biển nữa thì chị có thể là lựa cái mẫu này đi. Mẫu này nè. Màu hồng rất là dễ thương luôn, dành cho đi biển thôi, hết thể con bà bảy luôn, hợp lắm luôn. Đây, có màu này nữa là màu tràm, thì hai mẫu này là 6863. Giá của nó cũng là 181 cây luôn, hôm nay sale đồng giá nha. Ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em. Chị Vân Thanh ơi, chị có lấy mã đó không ạ? Nếu chị lấy mã 6885 thì chị comment cho em là số điện thoại nữa đi, để em chốt hàng cho chị vì em chưa có chốt hàng cho chị nữa. Long. Ê mà ai Long, chị nhìn trên đây gương mặt áo trắng nhìn thấy cân đô nha đó Long. Ui, gồng hết sức gồng ạ. Mai Hương mua kính vào đây nè, cho tốt lắm. Dạ ok chị Vân Thanh, vậy em chết cho chị cái cây 6885 luôn nha. Ok chị yêu Vân Thanh nè. Cảm ơn chị yêu gì nha. Thì phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người ơi, mọi người thích cái kính nào nữa, mọi người có thể là comment lên cái dạng kính nó như thế nào để em lên cho mọi người coi được không ạ? Dạ, em thấy rồi chị Vân Thanh ơi, 6885 màu trà cho chị rồi nha. 10 người đàn ông đều thích nha. Cha nội văn đực này. Đó, nhưng mà mọi người vô mọi người có comment là em ơi em mặc áo kính kính vô đi em ơi. Đó, hôm nay mặc kính nè, hên nha. Hên là chưa kéo tới đây nha. Chứ cái này nó còn kéo được tới đây nữa đó. Kéo tới đây luôn là không có ai xem livestream luôn á. Rồi, mọi người mọi người ơi, mọi người còn thích cái mẫu kính như thế nào nữa không? Cái phong kính như thế nào? Hay là muốn chọn mẫu kính có viền, không viền, hay nam hay nữ? Mọi người comment lên cho em đi, em sẽ lên kính cho mọi người coi nha. Vì nãy giờ em thấy comment bị đứng rất là lâu, rất là nhiều luôn á. Hay là em hẹn mọi người cỡ tầm view lên rồi lên kính đi bà nội, có đậu
view nãy giờ cũng như vậy, view nãy giờ tụt luôn đó anh Cường ơi. Nãy giờ anh Cường không có chia sẻ livestream cho em kìa. Rồi mọi người ơi, nếu như mà hôm nay mà buổi trưa nay mọi người vắng quá thì mà hẹn mọi người vào lúc 4:30, một xíu nữa tầm một tiếng nữa em quay lại với mọi người nha. Em sẽ quay lại với mọi người nha. Có gì một xíu nữa mọi người lên chơi mini game thì là nhiệt tình cho em và share nhiệt tình cho em với nha. Còn hôm nay thấy fail quá hà. Kết thúc nha Long. Ờ, nhiều quá. Sơn có dài lời, nói chuyện. Sơn hả? Rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye.